Hơn một tháng nay, giới báo chí ở Việt Nam đang lan truyền một thông tin không khó kiểm chứng về tai nạn của một ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 còn rất trẻ. Tuy vậy, thông tin này không được mấy ai tin là sự thật. Người ta không tin không phải vì lý do là thông tin bịa đặt, mang hơi hướng của thuyết âm mưu, mà sự khó tin, điều không thuyết phục được người nghe lại là do sự trùng hợp của thông tin đó với một cái chết đau đớn của một ngôi sao sáng chói trên chính trường Việt Nam, bỗng vụt tắt cách đây chưa lâu, năm 2015. Đó là điều ta khó có thể tin được rằng, chuyện đó xảy ra lần thứ hai đối với những ngôi sao chính trị đang lên. Tôi cũng là người trong số nghi ngờ ấy. Tuy vậy, mới đây nhà báo Phạm Chí Dũng trong bài Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn đăng trên báo Người Việt có viết về sự kiện này như sau. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng không hiểu vì lý do gì vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị. Ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn. Qua tìm hiểu kỹ vụ việc thì thấy cộng với sự vắng mặt của ông trên báo chí hay truyền thông cho thấy, tin đồn ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương hiện đang trị bệnh tại Nhật Bản để điều trị bệnh ung thư do nhiễm chất phóng xạ là một chuyện có cơ sở. Bởi việc các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ám hại nhau, thậm chí là ám sát nhau là một chuyện có thật, không thể chối bỏ. Mới nhất là cái chết bí ẩn của ông Nguyễn Bá Thanh. Đó là một chuyện về cái chết do nhiễm phóng xạ của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, tháng 9 năm 2014, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bác sĩ nghi ngờ rằng bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy. Vì vậy, ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình đưa sang Hoa Kỳ để điều trị. Tại bệnh viện của Hoa Kỳ, các bác sĩ đầu ngành cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của Bệnh viện Đà Nẵng là ông Thanh bị nhiễm độc phóng xạ. Theo chẩn đoán, ông Thanh bị suy tủy, không sản sinh được hồng cầu và tiểu cầu, trong đó tiểu cầu bị giảm mạnh nên phải truyền máu liên tục. Khi dư luận xã hội có quá nhiều tin đồn thổi về bệnh tình của Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, thì ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã xác nhận với báo chí rằng ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ. Trước thông tin chính thức đó, giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, các chuyên gia sẽ hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh vào ngày 8 tháng 1. Tuy nhiên, giáo sư Khải cũng khẳng định tin đồn ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc là xuyên tạc. Theo ông, chưa có bằng chứng nào chứng minh ông Thanh bị đầu độc bằng hóa chất hay chất độc. Việc xét nghiệm máu, nước tiểu có thể thấy được bị đầu độc hay không. Bệnh máu ác tính này tuổi nào cũng có thể mắc. Ngày 2 tháng 1 năm 2015, trang blog tên là Chân dung quyền lực đã đưa ra thông tin chính thức trong thông báo ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về Việt Nam bằng một máy bay thuê riêng ngày 9 tháng 1 năm 2015 và đưa ra các thông tin cụ thể thời gian về giờ nào và khẳng định rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ. Tin đồn vừa kể đã lan tỏa với tốc độ chóng mặt tại Việt Nam, trong khi hầu hết các giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe của Trung ương cũng như lãnh đạo tại Đà Nẵng đều không được biết. Còn Phó ban tuyên giáo Nguyễn Thế Kỳ vẫn khẳng định, căn cứ nào nói ông Thanh bị đầu độc? Trên mạng có nhiều thông tin xấu, độc, chia rẽ nội bộ. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng, hoàn toàn không có chuyện đó. Đúng 20:30, ngày 9 tháng 1 năm 2015, chuyên cơ y tế do gia đình ông Nguyễn Bá Thanh thuê đã chở ông Nguyễn Bá Thanh tới sân bay Đà Nẵng và ngay sau đó, ông Thanh được chuyển tới khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng trong sự chào đón của người dân. Mọi sự việc diễn ra đúng y như thông tin đưa ra của blog Chân dung quyền lực. Tuy vậy, bên cạnh việc mọi thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn được giữ bí mật một cách chặt chẽ, thì truyền thông nhà nước vẫn đưa tin sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn bình thường.
vẫn được ăn cháo, thậm chí còn bốc phét. Ông Thanh nói rằng, tôi vẫn khỏe, có chi mô. Kết quả cuối cùng thì ông Nguyễn Bá Thanh vẫn chết, và thông tin từ báo chí nhà nước toàn nói láo là chuyện đúng quy trình. Tin đồn ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, hiện đang trị bệnh tại Nhật Bản cũng đang lan truyền rộng. Nói một cách đầy đủ, ông Võ Văn Thưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp còn rất trẻ. Ông Thưởng là người quê ở Vĩnh Long và sinh tại Hải Dương. Tuy vậy, chỉ sau 24 năm công tác, ông Võ Văn Thưởng đã kinh qua các chức vụ hết sức quan trọng khác trong bộ máy nhà nước và Đảng. Cụ thể, nguyên là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Thưởng sinh năm 1970, đến nay là 46 tuổi, nhưng đã có quá trình thăng tiến đến chóng mặt mà nhiều người ước muốn. Nhưng cần biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Võ Văn Thưởng thăng tiến thần tốc như vậy. Để biết được điều đó, chúng ta hãy tìm hiểu về ông Võ Văn Kiệt và người vợ sau của ông ấy, lấy nhau năm 1984, là giáo sư, tiến sĩ hóa học Phan Lương Cầm. Ông Võ Văn Kiệt, sinh năm 1922, mất năm 2008, bí danh Sáu Dân, nguyên Thủ tướng Chính phủ từ năm 1991 đến năm 1997, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông Võ Văn Kiệt là người được đánh giá cao trong công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986. Về đời tư, ông Võ Văn Kiệt có hai đời vợ. Người vợ đầu của ông, bà Trần Kim Anh, có với ông bốn người con. Người vợ thứ hai của ông, lấy nhau năm 1984, là giáo sư tiến sĩ hóa học Phan Lương Cầm, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài bốn người con với người vợ đầu, ông còn có một người con sinh năm 1952 ở miền Bắc tên là Phạm Thanh Nam, chính là người đã thay mặt gia đình đọc lời cảm tạ trong tang lễ của ông. Mẹ của Nam là bà Hồ Thị Minh, chủ bút đầu tiên của tờ Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ. Còn bà vợ thứ hai, bà Phan Lương Cầm, sinh năm 1943 tại Huế, là giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1965. Năm 1968, bà sang nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, mang tên Lomonosov Liên Xô, làm luận án tiến sĩ và gặp ông Võ Văn Kiệt trong thời gian làm luận án tiến sĩ tại Liên Xô trong một lần ông Võ Văn Kiệt sang công tác tại đây. Và bà Phan Lương Cầm chính là mẹ đẻ của ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng là người quê ở Vĩnh Long, nhưng lại sinh tại Hải Dương là vì lý do như vậy. Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ hoạt động nào của Đảng cũng như chính quyền là một điều vô cùng kỳ lạ đối với một nhân vật nắm nhiều trọng trách như thế. Nếu tìm cụm từ những hoạt động mới nhất của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, thì chỉ thấy hoạt động cuối cùng là đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các cơ quan báo chí. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 16 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc mừng Đài truyền hình Việt Nam VTV, Tạp chí Cộng sản, Báo Đại đoàn kết và Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Vậy thì, từ ngày 16 tháng 6 năm 2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biến đi đâu? Nhất là trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn kiêm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đó là lý do vì sao lại có dư luận cho rằng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị. Ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trương Minh Tuấn. Câu trả lời là, ông Võ Văn Thưởng đang chữa bệnh tại Nhật Bản từ tháng 9 năm 2016, sau khi có nhiều biểu hiện cho thấy sức khỏe không bình thường trước đó, và nguồn tin khả tín cho rằng,
Ông Võ Văn Thưởng đang trở thành một Nguyễn Bá Thanh thứ hai, nghĩa là bị đầu độc bằng phóng xạ và đang ở trong tình trạng nguy kịch. Kể từ sau Đại hội 12, ban lãnh đạo Đảng thống nhất chủ trương chung, duy trì và tiến hành đường lối thực hiện các chính sách cải cách của ông Nguyễn Tấn Dũng. Đó là điều mà nhiều người trong Đảng gọi là thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn Dũng. Chính sách này đang được một bộ phận trong Đảng ủng hộ và thúc đẩy vì nó phù hợp nhu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có thể chống Trung Quốc trong một giới hạn nhất định nhưng không thể để vỡ Đảng. Cho dù phe thân Trung Quốc trong Đảng luôn bằng mọi cách cố gắng kìm hãm, níu kéo nhưng không thể đảo ngược xu thế chống Trung Quốc của đa số lãnh đạo cao cấp trong Đảng. Điều đó đã khiến cho ban lãnh đạo ở Bắc Kinh hết sức không vừa lòng. Đó chính là lý do vì sao lâu nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt gần hai nhiệm kỳ luôn dương cao ngọn cờ chỉnh đốn và làm trong sạch Đảng. Nếu hiểu rằng đó là chiêu chỉ tang mạ hòe nghĩa, có nghĩa là chỉ cây dâu để mắng cây hòe theo thành ngữ Trung Quốc, thì thấy hoàn toàn mục đích của các chiến dịch như thế của ông Trọng chỉ nhằm thanh trừng và loại bỏ các nhân vật lãnh đạo có xu hướng phương Tây và chống lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng nghĩa với việc chống Trung Quốc. Ông Võ Văn Thưởng là con trai của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một hạt giống đỏ và là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một tương lai không xa, ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành một lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Tuy vậy, do chịu ảnh hưởng từ người cha của ông, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn là một người được đánh giá cao trong công cuộc cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986. Đồng thời, ông Võ Văn Kiệt cũng chính là người nâng đỡ, dìu dắt để Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhân vật có thế lực như hiện nay. Giết được ông Võ Văn Thưởng là người ta sẽ giết được cả một đường lối cải cách theo xu thế thân phương Tây. Đó là điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bắc Kinh không muốn. Dù trong lòng ủng hộ Võ Văn Thưởng, song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không cưỡng lại được lệnh của Trung Quốc, phải loại trừ Võ Văn Thưởng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, với chiến dịch chỉnh đốn và làm trong sạch Đảng thì có gây hề hấn gì đối với ông Thưởng? Ông Nguyễn Phú Trọng có thể đánh đinh la thăng vì tham nhũng, nhưng không thể làm như thế đối với Võ Văn Thưởng vì ông Thưởng quá sạch, không hề có một vết nhơ nào. Vì thế, cái chết bằng cách dùng tia phóng xạ để đầu độc là cách chết êm ái, không để lại dấu tích là chiêu được sư phụ của ông Nguyễn Phú Trọng ở Bắc Kinh chuyên sử dụng. Điều này sẽ được áp dụng cho bất kỳ ai, thành phần nào mà người đàn anh ngồi ở Bắc Kinh không hài lòng và không muốn thấy tồn tại. Trong những ngày vừa qua, theo nguồn tin chưa kiểm chứng, thì tất cả các thứ trưởng các bộ quan trọng như quốc phòng, công an cũng như các nhân vật có xu hướng chống Trung Quốc đã được bố trí vấn đề đảm bảo an ninh ở cấp cao nhất nhằm chống ám sát. Các câu hỏi: ai là thủ phạm đã tiến hành đầu độc bằng chất phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh và vụ việc đã xảy ra ở đâu, đến nay vẫn chưa được bạch hóa. Chỉ có các tin đồn cho rằng, trong một chuyến thăm Trung Quốc trước đó, ông Thanh đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ gắn trong phòng ngủ. Cũng có tin cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vốn là một kẻ thù không đội trời chung với ông Nguyễn Bá Thanh là thủ phạm. Sẽ có người đặt câu hỏi, trước đây có dư luận cho rằng, ông Nguyễn Tấn Dũng là kẻ chủ mưu ám sát ông Nguyễn Bá Thanh vì mối tư thù. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã cử ông Thanh, khi đó là trưởng ban nội chính trung ương, đang tiến hành điều tra các vụ đại án tham nhũng khủng, có thể truy tận gốc bàn tay nhúng chàm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó. Song có lẽ điều này là không có cơ sở, mà bằng chứng rõ ràng nhất là vụ việc Vinalize mà Tổng Giám đốc là tử tù Dương Chi Dũng mà trưởng ban nội chính trung ương đòi điều tra mở rộng là dính đến rất nhiều ủy viên Bộ Chính trị như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Không chỉ thế, kể từ khi ông Nguyễn Bá Thanh mất thì người Trung Quốc đã đổ bộ vào mua đất ồ ạt ở Đà Nẵng, cộng với hàng loạt các hành động phá hoại như phá sóng phát thanh, hành hung dân ở Đà Nẵng như chúng ta đã thấy. Trên đây là các phân tích đánh giá của cá nhân, hoàn toàn không phải thông tin chính thức. Đề nghị bạn đọc tiếp thu, phổ biến hay bình luận thông tin này một cách cẩn trọng và đúng mức.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần bình luận có tựa đề Có hay không việc Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng bị đầu độc bằng phóng xạ? Bài viết của tác giả Kami đăng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.